vì năm nay là kỳ thi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đổi mới, chính vì vậy mà đề thi năm nay có xu hướng là đảm bảo cho cái tính an toàn cho các học sinh. Đề thi hóa tốt trung học phổ thông 2017 vừa rồi thì theo tôi là vừa sức với học sinh. Theo mình đánh giá thì cái đề thi năm nay thì nó đảm bảo đủ 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất là đề thi chuẩn. Chuẩn ở đây tức là rất là đúng và không có những cái sai sót cũng như là không có cái sự tranh cãi. Thứ hai nữa là đề thi đảm bảo được cái sự phân hóa, vừa đảm bảo được cái mục tiêu là chọn được học sinh tốt nghiệp lại vừa xét tuyển được đại học. Cái thứ ba nữa là đề thi năm nay cũng đảm bảo được tính khách quan, từ 4 đề gốc mà cho ra 24 mã đề với cái mức độ khá là tương đương nhau. Các cái dạng đề hôm nay thì phải nói là Bộ Giáo dục đưa ra các cái dạng bài, khai thác hết các dạng bài, ví dụ các dạng bài về bảng biểu này, dạng bài về đồ thị, dạng bài về các cái bài thí nghiệm, cũng như tìm câu đúng sai mệnh đề hoặc là biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ. Đề thi sinh năm nay mình cho rằng là một đề có tính phân loại, nhưng mà tính phân loại chưa thực sự cao hẳn. Ở cái góc độ đó là nhóm học sinh khá giỏi thì cái khả năng phân loại chưa được thực sự tốt lắm. Đặc biệt các em, đối với các em năm 2000 năm nay ấy, các em cần phải dành thời gian không những ôn luyện kiến thức hóa lớp 12 mà các em còn phải tập trung ôn luyện ôn lại kiến thức hóa lớp 11. Chiến lược của tất cả các bạn như tất cả các năm trước mà tôi thấy là áp dụng rất là tốt. Thứ nhất là các em phải nắm vững kiến thức cơ bản ở sách giáo khoa, sách bài tập, và quan trọng là các em sẽ phải phân tích đề cũng như luyện rất là kỹ các cái đề thi minh họa của Bộ, rồi là các cái đề thi đại học ở các năm trước, thì chắc chắn là điểm 8, điểm 9 và ngay cả điểm 10 cũng sẽ nằm trong tầm tay của các em. Ôn chủ yếu trong chương trình sách giáo khoa phổ thông, chứ cũng không nên ôn những cái mà nó ngoài cái của sách giáo khoa nhiều. Mình sẽ khuyên các em học sinh từ năm nay lên lớp 12 đó là các em hãy nắm chắc những kiến thức cơ bản. Các em chỉ cần chăm chỉ học, các bạn nhìn cái đề nó hỏi có rất nhiều bài tập về lý thuyết mà yêu cầu là các bạn phải nắm chắc đi. Mình có một cái chiến lược này khuyên các bạn học sinh năm sau như thế này. Đó là bao giờ cũng thế, năm nay là một năm đầu tiên thi tổ hợp môn, sau đó đề thi nó có sự nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng mình tin chắc rằng đề thi sang năm sẽ gần giống form đề thi năm 2016 và đề sẽ ra chặt hơn, câu hỏi sẽ tính phân loại cao hơn. Và để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, các bạn nên bắt tay học thật sớm và phải định hình đề sang năm sẽ khó hơn đề năm nay. Biết trước đã.